Mỹ nhân 700 tỷ diện quần ngắn 20cm gây hiểu lầm vì dáng ngồi. Các bạn đang nghe tin tức trên kênh X Giải Trí. Các bạn hãy đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh. Choi Sơ Mi hiếm hoi đăng tải hình ảnh diện quần ngắn nhưng có dáng ngồi dễ gây hiểu lầm. Choi Sơ Mi, sinh năm 1989, tại Hàn Quốc, được truyền thông và người hâm mộ gọi với biệt danh Mỹ nhân 700 tỷ của Vương Tư Thông vì từ chối lời mời biểu diễn trong một sự kiện của vị đại gia Trung Quốc này. Cô thu hút hơn 1,8 triệu người theo dõi trên trang cá nhân nhờ nhan sắc và phong cách thời trang bắt mắt. Đời thường, Choi Sơ Mi nổi tiếng chuộng trang phục gợi cảm, cá tính. Khi ở nhà, dự sự kiện lẫn khi đi chơi, người đẹp này đều diện những mẫu váy ôm sát body, ngắn và có những điểm cắt out táo bạo. Thỉnh thoảng, cô đổi sang diện quần jean hoặc quần thun, những lần diện quần short chỉ đến trên đầu ngón tay. Thế nên, loạt ảnh diện quần short dài khoảng 20cm chỉ vừa che đủ vòng ba của Choi Sơ Mi vừa đăng tải lên trang Instagram cá nhân ngay lập tức gây chú ý. Trong hình, thiết kế ôm sát body, màu ni giúp tôn triệt để body đầy đặn, làn da trắng mịn của mỹ nhân này. Cô phối cùng với một đôi xăng đan màu đen, túi xách cùng màu. Tuy nhiên, vì quần quá ngắn và cách tạo dáng ngồi nên ở tấm hình đầu tiên, cô đã gây hiểu lầm cho người nhìn. Nhìn hình đầu mà tôi giật hết cả mình, cứ tưởng là không mặc quần, ngày càng nóng bỏng hơn rồi nàng ơi. Nhìn hình đầu tôi tự hỏi chiếc quần có đang ngắn quá không, nhưng sang những ảnh sau thì thấy bình thường nha. Do cách ngồi và góc chụp thôi đó, thế mới nói mặc đồ ngắn với kiểu cắt xẻ. Việc tạo dáng ngồi rất quan trọng nha, là những bình luận của cư dân mạng. Trong tủ đồ của Choi Sơ Mi có rất ít mẫu quần short. Tuy nhiên, hầu hết đều là những kiểu dáng bó sát và siêu ngắn. Với trang phục này, mỹ nhân 34 tuổi vẫn trông quyến rũ, gợi cảm. Cô nàng được đánh giá là khéo léo chọn nội y. Khi diễn những mẫu quần bó sát, bạn nên chọn những mẫu nội y không viền để tránh kém duyên. Người đẹp cũng chọn những thiết kế đơn giản, chất liệu không quá mỏng hay quá dày, có độ co giãn tốt, giúp thoải mái khi hoạt động. Bên cạnh đó, với những dáng quần ngắn chỉ vừa che đủ vòng ba như loạt hình ảnh nêu trên, dáng ngồi, đi đứng hay tạo dáng rất quan trọng. Bạn cũng có thể dùng áo, túi xách để che chắn khi ngồi. Đồng thời, bạn chọn quần có độ dài, rộng phù hợp, tránh quá ngắn hoặc quá chật. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn quần phù hợp với hoàn cảnh.